Các bạn hỏi Trang nên uống trà xanh tươi hay là trà xanh khô? Thì câu trả lời cho bạn là có chi dùng nấy các bạn ha. Bạn có lá tươi thì bạn dùng lá tươi, còn không thì chúng ta uống trà xanh phơi khô, sấy khô đều được hết các bạn ha. Cả hai đều mang đến những cái tác dụng rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng nếu được thì chúng ta nên sử dụng cái dạng tươi thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì chúng ta cứ sử dụng lá khô bình thường các bạn ha. Ở đây không phân biệt cái loại nào và không cần nhất thiết là bạn phải đi tìm được cái lá tươi để chúng ta sử dụng đâu các bạn nhé.